Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt xin giới thiệu cho anh em mấy cái bình xăng con của Rimway nhập khẩu từ Indonesia nha anh em. Đây thì số lượng bên mình có nhiều cho anh em chúng ta tha hồ lựa chọn nha. Thì cái bình này là hình thức của nó là mới 100%. Mới 100% anh em ha. Đấy, chưa qua sử dụng nha. Và đây cho anh em có cái hộp của nó ha. Đây cái hộp của nó đây. Thì cái hộp của nó là được dán tem là Indonesia. Đây này, Indonesia này. Quay cho anh em coi ha. Indo nha anh em nhá. Đó, Indonesia anh em ha. Đấy, anh em không phải nghĩ nha. Đấy, thì bình xuất xứ từ Indo. Cái này thì dành cho các cái dòng Rimway luôn. Rim và Way đều gắn được. Bình này thì nó giống thông số của nó là giống hệt như bình rim Thái nha. Nghĩa là thông số là dành cho các xe 100. Thì bản chất xe 100, xe 110 là thông số của nó gần giống y chang như nhau vậy đó. Thì anh em cũng có thể gắn cho 110 cũng được, dạng như Way 110 hay Future cũng được. Nếu như anh em chúng ta muốn tiết kiệm tiền, không muốn bỏ số tiền quá lớn để mua những cái bình 110 mới. Thì ở đây giá thì mình bao anh em, giá rẻ nhất Việt Nam luôn, 300 ngàn một bình ha. 300 ngàn một bình cho một cái bình xăng nhập khẩu từ Indonesia về. Đây mình sẽ quay cho anh em có cái bình của nó nha. Cái bình của nó anh em sẽ thấy có cái màu này. Cái màu là cực đẹp luôn. Và cái màu là cực đẹp luôn em ha. Đây cái màu này, rất là đỉnh luôn. Anh em thấy không? Màu dạng nó sẽ có cái ánh màu hồng tím lên này. Rất là đẹp, ánh xanh đó anh em. Hay gọi là anh em gọi là bảy màu á. Đó rất là đẹp nha, mới 100%, chưa qua sử dụng. Chấm sơn các thứ đầy đủ cho anh em hết nha. Đây. Rất là đẹp luôn anh em. Đây cái này nó còn cái nắp chụp đây này, không phải nghĩ luôn. Đấy. Thì cái bình này khi anh em mua nó sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai cái ống nha. Một cái ống nói chung là hai cái ống xả xăng đó. Đây. Sẽ mở cho anh em coi trái ga nha. Bình này đầy đủ trái ga và kim xăng ở cái bên trong luôn. Cho nên anh em khi mua thì anh em không phải lo về anh em thiếu cái bất kỳ cái chi tiết gì đâu. Anh em thấy không? Lò xo búng rất là mạnh luôn. Đây. Đây là cái bình của nó này. Nắp này. Phía trong cũng xanh lè luôn em. Nó xăng ở phía trong nó cũng xanh lè luôn. Rất là ok ha. Đấy, không phải nghĩ đâu anh em. Cao su đầy đủ cho anh em luôn. Lò xo đây. Mới tinh 100%. Rồi, đây là cái trái ga, mình sẽ mở trái ga cho anh em coi này. Trái ga thì lúc đầu nó sẽ hơi cứng chút xíu anh em ha. Rồi ok, khi mà nó đã mở ra được rồi anh em thì nó sẽ rất là mượt nha. Nó sẽ rất là mượt luôn. Đây, mình sẽ bỏ vô thử cho anh em coi này. Này, nè đâu, nó sẽ mượt hơn rất là nhiều này. Thả nó vào này. Đúng vô khớp là nó vào ngay, nó không có bị khó chịu như lúc nãy nữa ha. Đây, này. Nên nào đâu vào nhanh nha, rất là nhẹ nha. Đó thấy không, trái ga là mới 100% luôn. Được chưa, trái ga là mới 100%, chưa qua sử dụng anh em, cực kỳ đẹp nha anh em nha, không phải nghĩ ha. Đấy. Nói chung là cái loại này thì anh em về là gắn vô xe xài luôn, không phải sửa chữa hay là làm bất kỳ một cái động tác để phải thay thế hay gì hết á. Về là có sao là anh em gắn cho anh em xài y như vậy thôi. Rất là đẹp. Đấy, cái gà là mới 100% luôn. Đèn thui đầy đủ kim cho anh em hết nha. Đó, thì một bình này giá là 300 ngàn. Anh em nào lấy liên hệ mình. Đây, đây là cái e này, bát e này. Đấy, anh em nào, bát e kêu mạnh mẽ nha. Rất là ok. Bác kêu nghe đã anh em lắc chát luôn. Khóa xăng đầy đủ cho anh em nha. Đây, khóa xăng đầy đủ. Rất là mịn nha anh em, rất là mượt. Cái khóa xăng này khóa rất là mượt nha. Lúc đầu khóa này nó sẽ hơi nặng chút xíu, anh em xài một thời gian nữa nó sẽ ok hơn, sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà cái khóa xăng này cũng ít người xài đó anh em. Để đấy thôi. Đây là cái ống tặng kèm nha. Thì lúc đầu mình nghĩ cái ống tặng kèm này nó cũng không có gì để đáng nói đâu, nhưng mà thật sự cái ống này anh em, so với lại cái ống ở Việt Nam mình ấy, thì cái ống này rất là mềm. Thấy không? Đấy, rất là mềm luôn. Này, vo lại này. Sẵn này. Đấy, anh em thấy chưa? Không có hề bị cấn móc như này nha. Ống này rất là ok. Nói chung là một cái combo như này chỉ có 300 ngàn thì rất là phù hợp cho các anh em chúng ta muốn mua về để thay thế cho xe của mình nha. Xuất xứ từ Indonesia. Đấy, anh em chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình nha. Giá của nó thì rất là ok luôn, 300 ngàn một bình, đầy đủ trái ga và tất cả các chi tiết như trong hình, tặng cho anh em kèm thêm hai ống xăng nữa. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại 0915
434-973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Hàng thì lúc nào cũng có đủ sẵn cho anh em hết. Anh em nào chúng ta muốn mua thì liên hệ với mình nha. Số lượng là có nhiều cho anh em nào lấy sỉ có thể liên hệ mình. Giá sẽ rẻ hơn cho anh em ha.